amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Bộ phận ánh sáng lưu ý, xin bộ phận ánh sáng lưu ý, đây là thi đấu chứ không phải biểu diễn. Cho nên ánh sáng nếu flowline mà đi theo đôi nhảy, chúng ta phải đuổi kịp. Cái thứ hai nếu không thì cho tôi xin thêm ánh sáng trắng. Chúng ta đây là thi đấu chứ không phải biểu diễn. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cặp vận động viên mang số đeo 14, Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương. Một phần thi samba vô cùng nóng bỏng đến từ số đeo 14, Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương. Và không khí sẽ còn nóng hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với số đeo 15, Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh. Nóng bỏng đến từ Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh mang số đeo 15. Và ngay bây giờ đây sẽ nhẹ nhàng và lắng lộng hơn cùng với Rumba. Chúng ta hãy cùng chào đón Nguyễn Đức Tùng Lâm và Nguyễn Thị Ninh Ngọc mang số đeo 16. All I worship.
play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, in other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I want. Xin cảm ơn số điệu 16, Nguyễn Đức Tùng Lâm và Nguyễn Thị Ninh Ngọc. Và đến với giải đấu của chúng ta ngày hôm nay, sẽ cùng chào đón các vận động viên đến từ Malaysia, number 250, Lee Kiao Sang and Jordan Ji Wei. Hết sức tuyệt vời đến từ cặp đôi mặt số đeo 250 đến từ Malaysia. Và một cặp đôi khác cũng đến từ Malaysia, number 252, Jai Jia Wang and Hoi Xiao Wei. I'm so sorry, number 252. Please welcome number 252 from Malaysia. Một tràng pháo tay cho phần trình diễn thật tuyệt vời của các cặp đôi tham dự ở sự kiện 63.
sự kiện hạng A với 5 điệu nhảy Latin. Vâng, hãy biết rằng những tiếng hò reo, những tràng pháo tay của quý vị sẽ tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên của chúng ta rất nhiều ạ. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi nhóm của các cặp đôi. Xin mời 13 Nguyễn Hữu Duy Anh và Nguyễn Quỳ Linh đến từ Rocky Academy. Xin mời cùng đến từ đơn vị Rocky Academy 14 Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương. 15 Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh cùng đến từ đơn vị Rocky Academy. 16 Nguyễn Đức Tùng Lâm và Nguyễn Thị Ninh Ngọc cùng đến từ đơn vị Rocky Academy. From Malaysia, 250. And 252. Và giờ đây các vận động viên chúng ta chuẩn bị điệu nhảy Samba. Âm nhạc bắt đầu. Được thưởng thức điệu nhảy Samba theo nhóm của các vận động viên tham dự ở sự kiện 63 hạng A với 5 điệu nhảy Latin. Vâng, đến giờ này thì Tương Linh mới nhận được thông tin là ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các cổ động viên nào phấn khích nhất ạ? Các cổ động viên nào nhiệt tình nhất? Cha cha. Âm nhạc bắt đầu. We'll be right back.
Chúng ta vừa được thưởng thức điệu nhảy sôi động cha cha cha, điệu nhảy thứ hai trong chuỗi 5 điệu nhảy Latin ở sự kiện 63. Và các cổ động viên của Rogi đâu ạ? Vâng, chúng ta đã cổ vũ cho các vận động viên đội nhà. Chúng ta cũng đừng quên cổ vũ cho các vận động viên của nước bạn Malaysia. Chúng ta đang theo dõi là một trong hai sự kiện quan trọng nhất của giải đấu hôm nay. Giải khiêu vũ thể thao quốc tế Ngôi sao Hà Nội mở rộng CUP Rogi Academy lần thứ hai năm 2022. Và giờ đây sẽ là điệu nhảy Rumba. Chưa có hiệu lệnh mà. Xin mời trọng tài Đỗ Duy và trọng tài Diệu Thúy vào điểm ạ. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho điệu nhảy Rumba. Âm nhạc bắt đầu. Que el tiempo pare el reloj y tengamos que darnos el último adiós antes de la despedida, por si un día ya no estoy. Vida, mi vida, te quiero pedir. Heridas que sembré en tu corazón. Vida, mi vida, trataré de ser mejor y prometo en este día. Chúng ta vừa được thưởng thức điệu nhảy tràn đầy tình cảm và lãng mạn của điệu nhảy Rumba. Điệu nhảy thứ ba trong sự kiện 63 chung kết thanh niên hạng A với 5 điệu nhảy Latin. Và trên sàn thi đấu, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho các đôi đến từ Rogi Academy 15, Nguyễn Tuấn An và Hoàng Phương Anh. 16, Nguyễn Đức Tùng Lâm và Nguyễn Thị Ninh Ngọc. 13, Nguyễn Hữu Duy Anh và Nguyễn Thùy Linh. 14, Nguyễn Nam Anh và Lê Anh Phương. Và hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nhiệt tình cho hai đôi vận động viên đến từ Malaysia. Number 250 and 252.
Và điệu nhảy thứ tư, một điệu nhảy tràn đầy kịch tính. Bossudop. Âm nhạc bắt đầu. Chúng ta vừa thể hiện xong điệu nhảy Bossudop, điệu nhảy thứ tư trong sự kiện 63. Vâng, và những tràng pháo tay của các cổ động viên hay lời cảm ơn cho phần biểu diễn quá tuyệt vời của các vận động viên của chúng ta. Và cũng đừng quên dành một tràng pháo tay để cảm ơn tổ trọng tài của chúng ta hôm nay đã làm việc một ngày rất vất vả. Xin một tràng pháo tay đi ạ. Và điệu nhảy cuối cùng, âm nhạc bắt đầu. Era la benzina, ogni giorno costa sempre di più. E la lira scende e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono gremiti ma la grana dov'è? Svalutation, ai ai ai, svalutation. Siamo in crisi ma senza andare là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti si sa. Che scontro e show, che scontro e show. Chúc mừng các vận động viên vừa hoàn thành xong điều nhảy thứ 5, điều nhảy cuối cùng trong sự kiện 63. Chúc các hạng A với 5 điều nhảy Latin. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Questa Italia qua, se lo vuole sa, che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Và giờ đây xin mời các đôi vận động viên chúng ta cùng giữ vị trí xếp hàng ngang tại sàn thi đấu. Các đôi vận động viên chúng ta xếp hàng ngang tại sàn